Chương 976, dùng mọi thủ đoạn. Lâm Động biết rõ, muốn tiếp được bà chiêu của một cường giả siêu cấp, chuyện luân cảnh, thậm chí là người có tổ phủ như hắn, đối với hắn hiện giờ là rất khó. Có điều dù thế nào, điều duy nhất hắn biết được, mình không thể từ bỏ Lôi Đình tổ phù. Dù khả năng hắn tiếp được ba chiêu của Ma La vô cùng nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ. Lôi Đế kinh hãi nhìn Lâm Động không hề sợ hãi trước khí thế của Ma La, rồi khẽ gật đầu. Sự kiên nghị của Lâm Động khiến cho Lôi Đế cũng phải tán thưởng. Ma La lại thấy Lâm Động gật đầu chỉ là bình thản nói: cho ngươi lửa giờ điều dưỡng trạng thái. Lâm Động lập tức ngồi xuống, thôn phệ lực lan tỏa, thủ lôi đình lực ở xung quanh vật thể lội, rồi biến thành nguyên lực dồi dào trào dâng trong tứ chi bách hải. Hắn biết sắp tới sẽ là trận đấu ác liệt nhất từ trước tới giờ. Thực lực Ma La hơn tam đại trưởng giáo nguyên môn một bậc. Hơn nữa Ma La lại muốn có Lôi Đình tổ phù, chắc chắn không thể nương tay. Mộ Linh San thấy Lâm Động bị ép phải giao đấu với Ma La, trừng mắt nhìn hắn, ức hiếp người quá đáng, không biết xấu hổ. Với thân phận Ma La đương nhiên không cãi với Mộ Linh San, chỉ là quay đi coi như không nghe thấy sự kháng nghị của cô bé. Bà chiều à, không dễ đâu. Lôi Đế bên cạnh cười. Ma La là cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù, ngay cả cường giả chuyển luân cảnh bình thường cũng là đối phó khó khăn, huống hồ Lâm Động hiện giờ chỉ là sinh huyền cảnh đại thanh, khoảng cách giữa hai người thực khó lòng đo lường. Thế gian này chẳng có cách công bằng tuyệt đối, Ma La nói. Ta cho hắn cơ hội dù rất nhỏ, nhưng nắm bắt được hay không thì phải xem bản lãnh quán. Nếu hắn là người được phù tổ đại nhân chọn, chắc chắn có thể tạo kỳ tích. Hy vọng là vậy, nhưng cũng hơi quá đáng, hơi ức hiếp tiểu bối một chút. Lôi Đế gật gù. Ma La bất lực nhìn Lôi Đế. Người thì khi nào tiêu tán? Chắc sắp rồi. Mà đâu cái kiểu nói chuyện với như người thế hả? Lôi Đế cười. Hắn nhìn thân thể dần hư ảo của mình, thở dài. Bọn dị ma đáng chết. Ta sẽ tiêu diệt hết dị ma của vị diện này, Ma La nói, ngữ khí có phần cố chấp. Ngươi và chúng có thù hận rất lớn sao? Lôi Đế ngạc nhiên nhìn Ma La. Năm đó khi hắn có hỏa diệu tổ phù cũng là tầm tuổi hắn. Ma La nhìn Lâm Động, trong tay áo nắm đấm siết chặt. Ta không cẩn thận được như hắn, hỏa diệu tổ phù bị bại lộ, dụ lũ dị ma tới, cả gia tộc tắm máu, phụ thân ta liều mạng đưa ta đi. Từ đó ta mới biết cách ẩn mình. Đến khi trở thành chuyển luân cảnh và xây dựng nên Viêm Thần Điện, mới cho người ngoài biết về hỏa diệm tổ phù. Nếu ta sớm biết, có lẽ gia tộc vẫn còn. Lôi Đế gật đầu, không ngờ Ma La cũng có câu chuyện như vậy. Tổ phù, thế này đem lại sức mạnh nhưng cũng đem lại không ít nguy hiểm. Lôi Đế không nói gì, Ma La thì lại hồi tưởng mọi chuyện. Sắc mặt thay đổi, cảm xúc bất định. Trong sự im lặng ấy, nửa giờ nhanh chóng qua đi. Lâm Động mở mắt, tinh quang trong mắt lấp lánh, nguyên lực dồi dào cũng là tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể. Lâm Động ngẩng đầu lên, đứng bật dậy, đôi mắt sắc bén nhìn phía Ma La bao quyền nói: Ma La tiền bối, xin chỉ giáo. Ma La nhìn Lâm Động, ánh mắt hơi lay động rồi là lạnh lùng gật đầu: ta không nương tay đâu, vãn bối gắng hết sức. Lâm Động cười, thân hình lùi về sau, nguyên lực hùng hồn bùng phát, khí tức cũng trở lên cao tới cực điểm. Ma La lạnh lùng nhìn Lâm Động, không thấy hắn có bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà không khí xung quanh phạm vi vạn trượng đều nóng rực, vô số điểm sáng đỏ nhanh chóng ngưng tụ quách người Ma La, chỉ trong vài giây biến thành một cái đường cong ánh sáng hàng ngàn trượng, tỏa ra thứ năng lượng khiến người ta run sợ. Ánh mắt Lâm Động có phần nặng nề, đây chính là thực lực cường giả chuyển luân cảnh sao? Dễ dàng tạo ra một cái thế công kinh thiên động địa như vậy. Càn khôn cổ trận, Lâm Động hít sâu một hơi, hô lên trong đầu. Một đạo ánh sáng bắn ra từ cơ thể, biến thành một cái cuồng đạo quang mấy trăm trượng liền trên bầu trời phía trước. Quang trận vô cùng huyền ảo, chậm chậm xoay chuyển, phát ra thứ năng lượng đặc biệt khiến không gian như biến dạng. Ủa? Lôi Đế kinh ngạc nhìn phía trận pháp Lâm Động gọi ra. Với nhãn lực của mình, đương nhiên Lôi Đế nhận ra sự lợi hại của trận pháp, rõ ràng thứ này không đơn giản. Thú vị thật, không ngờ hắn có nhiều thần vật tới vậy. Lôi Đế lầm bầm, ánh mắt càng thêm hiếu kỳ. Hắn muốn xem rốt cuộc Lâm Động dùng cách gì để chặn được ba lần công kích của Ma La. Tổ thạch. Một đạo bạch quang dịu bay lên ánh sáng nhưng ra phía sau quang trận. Ở trung tâm màn sáng là một cái tấm phù thạch, trên đó Nham đang ngồi điểm nhìn thôn phệ tổ phù. Trong mắt Lâm Động phảng phất có hồng quang,
Hắn biết đây là trận chiến ác liệt nhất bao năm qua, vì thế hắn không thể che giấu tuyệt chiêu. Hắc quang hùng hồn tràn ra từ đỉnh đầu hắn, biến thành hắc động to hàng trăm trượng. Hắc động xoay chuyển, thôn vệ lực tỏa ra không ngừng thôn vệ năng lượng xung quanh để cường hóa bản thân. Tam đại thần vật, có điều e là thiếu một chút. Lôi đế nhìn trận thế của Lâm Động tạo lên, khẽ gật đầu rồi nói, nếu là cường giả chuyển luân cảnh dùng tới tam đại tổ vật, có lẽ là mana sứt đầu mẹ chán. Đáng tiếc, Lâm Động hiện giờ chỉ là sinh nguyên cảnh đại thành, khoảng cách với mana quá xa. Lâm Động triệu hồi ra thôn phệ tổ phủ, hít sâu mấy hơi, hồng quang lóe trong mắt rồi hắn vung tay. 20 quả lôi đỉnh chi tâm bay ra thẳng vào trong thôn phệ tổ phủ. Uầy uầy, năng lượng cuồng bạo phát lộ trong thôn phệ tổ phủ, thôn phệ lực điên cuồng động hóa lôi đình lực. Lúc này hắn rất cần ngoại lực để tăng cường phòng ngự, nếu không thì không thể chặn được công kích của mana. Ui, sau khi 20 quả lôi đình chi tâm bị thôn phệ, hắc động phỉnh ra, đồng thời bắn ra một cái luồng năng lượng hùng hồn mạn sáng quan trận phía trước, dùng thôn phệ lực thôn phệ tổ phủ hấp thụ năng lượng của lôi đình chi tâm, tăng cường hai thần vật còn lại. Cũng là cách hay, lôi đế thầm tán thưởng. Đương nhiên hắn nhận ra ý định của Lâm Động, mà cũng không thể không thừa nhận đó là cách duy nhất Lâm Động kháng cự được mana. Vẫn chưa đủ, năng lượng cuồng bạo hơn từ 20 quả lôi đỉnh chi tâm cuồn cuộn trong tầng phòng ngự. Nhưng Lâm Động nghiến răng, một quả lôi đỉnh chi tâm khổng lồ hiện ra, chính là lôi đỉnh chi tâm mà Tạ Phí choán. Đây là lôi đỉnh chi tâm do Tạ Phí biến thành sao? Lâm Động nhìn quả lôi đỉnh chi tâm khổng lồ khựng người, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn nhận ra thứ năng lượng lôi đình chi tâm khổng lồ xuất hiện do Lâm Động cho vào thôn vệ tổ phù, hắc động dùng chuyển dữ dội, vô vàn nguồn năng lượng cuồng bạo tỏa ra, chạy vào tầng phòng ngự phía trước. Ngay sau đó ba tầng phòng ngự thực chất là hắc động mạn sáng quang trận mở tới phạm vi ngàn trượng vô cùng hùng vĩ. Hai mắt Lâm Động đỏ lên nhìn trận thấy hắn đã dùng hết thủ đoạn để dựng, khóe miệng nhướng lên cười, rồi ngẩng đầu nhìn Ma La lạnh lùng nhìn hắn. Ma La tiền bối, ra tay đi. Giọng nói trầm đục có chút điên cuồng vang lên trong lôi giới. Chương 977, liều tới phút cuối. Ba tầng phòng ngự đứng sừng sững trên không, năng lượng kinh người không ngừng lan tỏa khiến cả không gian có dấu hiệu biến dạng. Dựa vào thực lực sinh huyền cảnh đại thành mà người bày ra trận thế phòng ngự này, không thể không thừa nhận người rất giỏi. Mà là đứng trên không, xa ánh sáng ngàn trượng giống như dòng sông quấn quanh người. Hắn nhìn tầng phòng ngự của Lâm Động gật gù. Có điều bản tọa cũng là phải đáng tiếc thông báo rằng tầng phòng ngự này vô dụng với ta mà thôi. Chữ quấy vừa dứt, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhiệt độ xung quanh lập tức nóng bỏng. Sumana dùng ngón tay điểm lên không. Ui, theo đó cả đất trời bùng nổ trong phạm vi vạn vật xung quanh mà là nơi đỉnh bị đánh tan. Thay vào đó là một cái thứ nguyên lực nóng bỏng tạo thành. Xa ánh sáng quanh người Mala lúc này tựa xích lòng mới tỉnh, thân thể dần uốn cong lại giống như là cây cung được lên dây. Phá! Mà là hù một tiếng, dải sáng lao ra, không gian xung quanh lập tức bị phá vỡ. Tới rồi, trong mắt Lâm Động phản chiếu hình ảnh của dải sáng, nụ cười trên mặt càng thêm ngông cuồng. Tốc độ của dải sáng nhanh tới mức khó lòng hình dung. Lâm Động chỉ thấy một cái đĩa xoáng lóe qua rồi nó xuất hiện trước cản khôn cổ trận lao thẳng vào như thiên thạch. Rầm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hồng quang cuồn cuộn lan tỏa khắp bầu trời. Uầy, càn khôn cổ trận rung chuyển dữ dội, vô số luồng phân giải lực bắn ra như vũ bão định phân giải luồng sáng đỏ kia. Nhưng phân giải lực trước đó rất bá đạo, lúc này gặp phải đối thủ cực kỳ khó nhằn. Năng lượng trong giải sáng đạt tới mức độ khá khủng bố, dù phân giải lực cũng là bó tay hết cách. Răng rắc, sự phòng ngự của càn khôn cổ trận duy trì được 10 giây. Đồng tử Lâm Động co nhỏ khi thấy được vô số vạn vết dạn nứt đang nhanh chóng lan tỏa. Ầm, tốc độ lan tỏa của vết nứt cực nhanh, tia sáng đỏ lóe lên, càn khôn cổ trận lập tức lổ tung. Đây là lần đầu tiên càn khôn cổ trận của Lâm Động bị phá. Cường giả chuyển luân cảnh khủng bố tới mức đó sao? Nhưng Lâm Động lúc này không có tâm tư kinh hãi, vì sau khi càn khôn tổ trận bị phá, hồng quang tựa như con hắc long đã xông tới tiếp phía trước, tiến thẳng phía tổ thạch. Trên tổ thạch sắc mặt nhàm ngưng trọng, bạch quang dịu làn nhẹ tỏa xa khiến cho màn sáng trở lên chắc chắn, tựa như là tường đồng vách sắt. Dù gì tổ thạch hiện giờ chưa hồi phục hoàn toàn, cộng với Lâm Động chỉ là thực lực sinh nguyên cảnh,
Nếu không với thực lực tổ thạch năm xưa, dù sao đấu chính diện với Ma La cũng không phải là đối thủ. Ôi, cuối cùng hồng quang đâm thẳng lên màn sáng, lại một tiếng lộ vang trời, màn sáng nhanh chóng nhạt. Ai? Từ trong màn sáng có tiếng thở dài vang ra, màn sóng tan vỡ, tổ thạch tối chui vào người Lâm Động, tầng thứ hai bị phá. Mắt Lâm Động đỏ lên, hai tầng phòng ngự lớn mạnh toàn lực bày ra, không ngờ trước Ma La lại yếu ớt như vậy. Muốn liều thì liều tới cùng. Lâm Động lúc này giống như con bạc đánh cược tất cả ra tài, mắt đỏ ngầu hét một tiếng, hắc động bỗng nhanh chóng xoay nhanh, vun vút, hồng quang liên tiếp lao tới, cuối cùng oanh kích thẳng lên tầng phòng ngự cuối cùng của Lâm Động. Hắc động điên cuồng xoay chuyển, thân vệ lực cũng là bùng lộ toàn lực, không ngừng thôn vệ năng lượng cuồng bạo trên đạo hồng quang. Và quả khắc này dường như hai bên đang giằng co nhau. Lâm Động nhìn chăm chăm hắc động, tuy lúc này đang giằng co nhưng tim hắn bỗng trùng xuống vì nhận thấy thôn vệ lực đang nhanh chóng yếu đi. Năng lượng hồng quang quá dồi dào với thực lực hiện tại của hắn, thôn vệ lực không thể thôn vệ hết được hồng quang. Vụt vụt, rất nhiều hồng quang đột nhiên bắn ra trong hắc động, tốc độ xoay chuyển hắc động đột nhiên chậm lại, mức độ thôn vệ đã tới mức cực hạn. Nhưng qua ba tầng phòng ngự, hồng quang cũng là từ ngàn trượng giảm xuống còn trăm trượng, rõ ràng tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Ầm, hồng quang bắn ra từ hắc động càng ngày càng nhiều, chỉ mười mấy giây, năng lượng màu đỏ cuộn trào, hắc động cũng lộ tan tành, ba tầng phòng ngự bị vỡ hoàn toàn, bản thân Lâm Động lộ ra trước hồng quang hoàn toàn. Người thua rồi, Ma La lạnh lùng. Không còn phòng ngự nhưng ta còn thân thể, mắt Lâm Động lấp lánh, ngửa mặt lên trời hét một tiếng, thanh quang bùng lộ, 35 đạo hoa văn thanh long bay lượn quanh người. Xoẹt, 35 đạo thanh long quanh quấn xung quanh Lâm Động. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Mộ Linh Sa, Lâm Động lao về phía hồng quang. Ầm, năng lượng cuồng bạo xông lên trên không trung, thanh quang bị đánh bật ra hàng vạn trượng, máu tươi bắn tung tóe, cả 35 đạo thanh long đều là lỗ tung. Hắn gan đi thật. Lô Đế nhìn ảnh quang bè bét máu đang bay ngược ra sau, rồi nhìn hồng quang dần thu nhỏ lại rồi biến mất, mắt không khỏi có chút chấn động. Chiêu của Ma La bị Lâm Động chặn đứng. Trên không trung phía xa, Lâm Động toàn thân đầy máu, hắn cảm nhận được cơn đau nhói từ trong cơ thể, nhưng mà ánh mắt vô cùng phấn khích, hắn quệt máu trên mặt. Hắn biết chiêu đầu tiên Ma La đã chặn được. Không gian tạm thời tĩnh lặng như tờ, rõ ràng Ma La thất thần nhìn cảnh tượng đó rồi dần tỉnh lại hờ hững. Chiêu đầu tiên đã phá vỡ mọi thủ đoạn của người, với trạng thái bây giờ người tiếp tục được không? Ma La tiền bối, lúc này không cần phải nói lời thừa thãi. Lâm Động ngẩng đầu, ánh mắt đỏ sực nhìn Ma La cười. Khi nói khóe miệng hắn máu chảy ra, Ma La lạnh lùng gật đầu, giơ tay lên nạp một đạo hồng quang hiện ra, lần này quy mô thậm chí còn hơn lần trước, quanh nó có hỏa diệm cháy rừng sực, quá tàn nhẫn đó. Đôi đế kìm không được nói, Ma La mặc kệ, tay vung lên, một đạo hồng quang ngàn trượng rạch tan không gian, nhanh chóng ập về Lâm Động. Hắn cũng biết Lâm Động sau khi mất ba thần vật chặn công kích của mình như thế nào. Lâm Động nhổ một ngụm máu, nhìn đạo hồng quang lao tới mình, miệng nhếch lên cười, bàn tay nắm chặt. Một đạo phù văn bạc hiện ra, muốn bắt Lâm Động nhận thua, xú Ma La cũng là không được. Chương 978, ta thắng rồi. Uỳnh, hồng quang lao tới như con hỏa long, ngay sau đó xuất hiện trước Lâm Động, năng lượng nóng bỏng lan tỏa như thiêu nóng cả bề mặt ra Lâm Động. Lâm Động nhìn chằm chằm phía hồng quang trước mặt, đột nhiên ném phù văn màu bạc trong tay. Ầm, phù văn vừa ném ra lập tức bùng lộ ngân quang, rồi cả lôi giới rung chuyển, hàng vạn đạo lôi đỉnh trong lôi giới xuyên thủng hư không xuất hiện toàn bộ trước mặt Lâm Động. Hàng vạn đạo lôi đỉnh như những con lôi long tạo lên tầng phòng ngự vô cùng lớn mạnh, ngay cả lôi quang tụ lại, hồng quang oanh kích tới nơi. Ầm, hồng quang và lôi quang đâm xâm vào nhau, đình tài nhức óc vang lên, một đàn sóng xung kích do lôi đình và hỏa diệm tạo thành điên cuồng cuộn trào quét qua hàng vạn trượng phạm vi. Sức mạnh này thì ra là ngân tháp trong tay hắn. Lôi đế có phần ngạc nhiên nhìn lời nguồn năng lượng đó, ánh mắt có chút cổ quái. Lôi giới là hắn tạo lên, nhưng mà năng lượng mà Lâm Động vừa động, đương nhiên hắn không thể không nhận ra. Ma La nhau mắt nhìn, lông mày trâu lại, rõ ràng hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn Lâm Động vừa gọi ra, nó vượt xa cực hạn của hắn. Lôi quang và hỏa diệm đan vào nhau, lúc sau dần tan, thân ảnh Lâm Động hiện ra trước sự chăm chú của ba người Mộ Linh San. Lâm Động lúc này toàn thân đầy máu nhìn thảm hại, nhưng dường như đòn công kích mạnh hơn của Ma La không tạo ra thương thế quá lớn cho Lâm Động. Trên không trung trước mặt Lâm Động, phù văn màu bạc lấp lánh, một cái luồng năng lượng kỳ lạ không ngừng lan tỏa, đồng thời cộng hưởng với cả lôi giới. Thì ra sức mạnh lôi giới, Ma La nhìn tấm phủ văn màu bạc lúc này mới biết khởi nguồn của nguồn năng lượng đó, nhíu mày nhìn lôi đế. À, không liên quan tới ta, ai bảo hắn may mắn có được chìa khóa của lôi giới. Lôi đế cười thích thú. Ở phía xa,
Lâm Động cảm kích nhìn Lôi Đế, nếu không phải nhờ có phù văn điều động sức mạnh nuôi giới, hắn căn bản không thể đỡ được thế công thứ hai của Ma La. Rắc, phù văn chấp chới đột nhiên xuất hiện vết sạn, bùm một tiếng lộ tung. Thấy thế sắc mặt Lâm Động biến sắc, chàng trai, sức mạnh nuôi giới cũng không khủng bố tới mức như người tưởng tượng, mà là nhân vật cùng đẳng cấp với ta năm đó. Ngươi dùng năng lượng ở đây chặn được một chiêu của hắn đã là cực hạn. Lôi Đế thấy vậy bất ngờ cười. Lâm Động nghe vậy là cười khổ, xem ra muốn có sức mạnh chống lại Ma La quá khó. Người có tổ phù thực lực chuyển luân cảnh mạnh vậy sao? Chiêu thứ ba, người còn muốn tiếp hay không? Ma La nhìn Lâm Động không biết vì sao ngữ khí của hắn dịu hơn nhiều. Hai lần tấn công thất bại đủ để hắn bị chấn động. Tới đức dài, tới nước này rồi không thể từ bỏ. Gương mặt trẻ tuổi dính đầy máu của Lâm Động hiện lên nụ cười. Hắn khẽ nói, tam đại thần vật ngươi mất tác dụng, chìa khóa lừa dối cũng lộ. Chiêu thứ ba này có lẽ không cần. Ma La trầm giọng nói, Ma La tiền bối ra tay đi. Lâm Động nhìn chăm chăm phía Ma La, giọng chậm xuống không chút nhân nhượng. Ma La nhìn người thanh niên kiên nghị, lúc sau gương mặt trở nên lạnh lùng gật đầu. Vẫn câu nói cũ, ta không lương tay. Với dứt lời, thân thể Ma La bùng cháy ngọn lửa nóng bỏng, không gian như trở lên biến dạng. Sức mạnh của hỏa diệm tổ phù, người quá đáng rồi đấy. Thực lực hắn sao chịu nổi công kích này? Nó đấy cho mày, ta sẽ bảo vệ nguyên thần quán. Ma La bình thản rồi siết chặt tay, hỏa diệm bùng cháy, cuối cùng biến thành một cái vầng mặt trời nóng bỏng trên đỉnh đầu Lâm Động. Giờ hối hận còn kịp. Ma La chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn Lâm Động. Lâm Động cười, chậm chậm kiên nghị lắc đầu. Ma La thấy vậy sướng như thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh như băng. Quang mặt trời ngàn trượng lập tức lao tới, bùm bùm. Quang mặt trời đi tới đâu, Lôi Đình lộ tung tới đó. Sức mạnh bá đạo của hỏa diệm tổ phù từng bước đẩy lùi Lôi Đình lực. Lâm Động ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời đem theo sức mạnh kinh người ập tới, nguyên lực trong người dường như bùng cháy. Thế công đã tới gần nhưng Lâm Động không có bất cứ sự phòng ngự nào, hỏa diệm bùng lộ muốn luốt gọn Lâm Động vào trong. Uỳnh uỳnh, cả không gian như biến thành biển lửa trước sự nóng của ngọn lửa không gian biến dạng. Người cũng quá tàn nhẫn. Lôi Đế cho mày, tên khốn kiếp. Một linh san thấy vậy ánh mắt đỏ sực, ôm lấy sinh tử quan cái đập thẳng xuống Ma La. Ma La vung tay một đạo hồng quang bao trùm lấy mộ linh san, mà cô bé công kích thế nào cũng phá không được. Có lẽ kết thúc rồi, ta sẽ tìm nguyên thần của hắn rồi đem về viêm thần điện của ta tu luyện là được. Ma La nói nhìn về phía biển lửa định động thủ lấy nguyên thần của Lâm Động. Ủa? Nhưng ngay sau đó Lôi Đế kinh ngạc nhìn về trung tâm biển lửa. Lúc đó Ma La cũng cảm ứng được, mắt tràn lên cái vẻ không thể tin nổi. Sao có thể? Ma La lẩm bẩm. Trong biển lửa hiện ra thân ảnh chậm chậm bước xa, khỏi ngọn lửa đủ để thiêu cháy cả cương giả tự huyền cảnh. Mộ Linh San bên trong quầng sáng cũng dừng tay, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn nhân ảnh kia. Cả lôi giới trở nên tĩnh lặng, chỉ có bước chân của nhân ảnh kia vọng xa. Nhân ảnh càng ngày càng rõ, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt ba người. Lúc này họ phát hiện ra quanh người hắn có cái quầng lửa đỏ sực, trung tâm quầng sáng một tấm cổ bài to cỡ bàn tay, từ nó tỏa ra thứ năng lượng giống hệt hỏa diệm tổ phù. Tấm cổ bài này có thể phòng ngự được công kích của hỏa diệm tổ phù. Lôi Đế kinh ngạc kêu lên. Sắc mặt Ma La vô cùng khó coi, hắn nhìn chăm chăm cổ bài, nhận ra khi cổ bài xuất hiện, hỏa diệm tổ phù trong người hắn phát ra âm thanh kỳ lạ. Cuối cùng Lâm Động bước ra biển lửa, ánh sáng quanh người biến mất, giơ tay ra cổ bài rơi vào tay hắn, ngẩng đầu lên cười với Ma La đang sững sờ. Ma La tiền bối, ta thắng rồi.